第十九课，手指。指，指，指，指。指。第十九课，手指。指。我的手。我的手指。小孩有手指。大人也有手指，大家的手指。第十九课，手指。指。我的手。我的手指。小孩有手指。大人也有手指。大家的手指。Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bộ thẻ này được làm theo sách trong video. Thẻ được in trên giấy cứng hai mặt. Một mặt sẽ là chữ để cho con vừa chơi và nhận diện. Một mặt sẽ là pin chin và cách viết. Thẻ được ép plastic hai mặt nên là con có thể viết đi viết lại và có thể dễ dàng xóa được. Nên mình biết thử cho các bạn xem nhé. Sau đó mình xóa đi, khi mình xóa đi như vậy thì con có thể chơi tập viết. Nên mình thấy bộ thẻ này rất là hay, các bạn muốn mua thì liên hệ theo số điện thoại trên màn hình nhé.